Ờ, nhà gì? Đấy, cháu dẫn cháu lên nhà gì? Nhà gì thì nè, mùa hè, bình thường mùa hè nè, giờ này nó bán kem rồi. Bữa nay nó đóng cửa rồi. À, bán kem. Nè, nó đóng cửa rồi. Hao su bán kem, bán ice cream. Đó. Chở cháu ở đây có cháu hưng phấn á, mà không có bán kem, đến cho cháu ăn kem á mà không có bán rồi, đóng cửa rồi. Đây thôi, thời sự tí xíu thôi, đóng cửa rồi cháu đâu vô được đó. À, đóng cửa rồi con. À, nó để close rồi đó. Không không, nữ phá người ta con, nữ phá nữ rồi đó con. Đây là quang cảnh đồi núi không. Đây, đưa cháu lại. Bà nội còn đang ở trong xe đó, bà nội đang ở trong xe. Ê, đừng đi con, xe đó con, xe đó, lỡ đánh tao nội, đánh tao nội, đây nè, đánh tao nội, nội dẫn lên đi coi coi xa lộ, đi, nè quay cảnh xa lộ nè, đây, xa lộ giờ xe có nhiều rồi nè, đó, xa lộ đó. Xa lộ bình thường là xe dữ lắm, là giờ cũng có rồi, nó ít rồi. Chỉ như rất thôi. Rồi, quay qua đây, dẫn cháu qua đây. Nè, đi, con đi qua đi. Đi qua đi ông nội ơi, đi qua đi. Đi qua nắm tay ông nội. Con muốn đi qua mà nội. À, qua đây phải nắm tay ông nội nè. Này, dẫn cháu nắm tay nè, qua lộ đây đó. Xa lộ gì đó hả? Đơn à, cháu đứng nhìn, cháu đứng nhìn à, cháu đang đứng nhìn xa lộ nè. Thôi thật sự chút xíu thôi. Bye bye. Cái nó ra em không thấy mặt đấy. Cháu rửa giỡn ơi, bữa nay nó không có tiếp bà nội nó làm mà cỏ bà nó giỡn với ông nội ơi đó đó đó, nó lại nó úp ông nội đó à, nó hít ông nội nó à, mỗi bữa thì tiếp bà nội làm, bữa nay là cho bà nội làm mình chơi tới luôn vậy. Đó. Bữa nay trời ấm rồi, hôm qua trời mưa suốt ngày, đi ra vô rồi giỡn với ông nội vậy đó.
Thôi thật sự sinh hoạt của cháu mỗi ngày ơi chở ra quýnh chở ra hít trong nội nè. Rồi, rồi, bye bye.